Phóng sinh như thế nào cho đúng cách? Phóng sinh như thế nào? Ý nghĩa của phóng sinh đúng pháp. Đang có nhiều ồn ào từ dư luận về việc một số ít sư tăng kêu gọi hùng phước phóng sinh gây phản cảm trong cộng đồng mùa Vu Lan năm nay. Hoạt động phóng sinh dựa trên tinh thần từ bi bình đẳng giữa chúng sinh và quan niệm nhân quả của sinh tử, luân hồi. Để hiểu việc này theo tinh thần giáo lý Phật Đà, đại chúng hãy gạt bỏ những ồn ào và thiên kiến, lắng tâm đọc lại khai thị sau đây của Đại sư Thích Thánh Nghiêm, Trung Quốc. Ý nghĩa của việc phóng sinh. Phóng sinh bắt nguồn từ Kinh Phật Đại Thừa thịnh hành ở Trung Hoa, Tây Tạng, truyền sang Nhật Bản và các nước láng giềng Triều Tiên, Việt Nam. Hoạt động phóng sinh dựa trên tinh thần từ bi và bình đẳng giữa chúng sinh và quan niệm nhân quả của chúng sinh luân hồi. Nếu vừa giữ giới, sát hại vừa phóng sinh thì công đức gấp bội. Những thí dụ kinh nghiệm cảm ứng về phóng sinh, cách xử nói đến rất nhiều. Trong kinh Tạp Bảo Tàng, quyển 4 có ghi chép sư phụ của một sa di biết sa di này sẽ chết trong vòng 7 ngày, nên cho phép anh ta về thăm nhà, 7 ngày sẽ trở lại. Nhưng không giải thích rõ lý do, anh ta lên đường, về nhà thấy nước trong một cái ao thoát ra một khe hở, đe dọa một ổ kiến ở bờ ao. Bầy kiến nhao nháo chạy trốn nhưng không kịp, với tốc độ nước tháo ra. Anh sa di thấy vô số con kiến ắt phải chết đuối, bèn lấy ao cà sa, áo cà sa của mình bồi đắp làm để đắp lỗ hỏng ở bờ ao, cứu thoát bầy kiến. Sa di về thăm nhà 7 ngày rồi trở lại mắt ra mắt sư phụ. Sư phụ thấy sa di kinh ngạc vô cùng, hỏi anh ta mấy ngày qua có xảy ra chuyện gì đặc biệt không. Tưởng rằng sư phụ nói mình phạm giới, làm việc bậy bạ nên lo sợ, nói rằng không làm việc gì sai trái. Sư phụ là A-la-hán dùng thiên nhãn biết rõ là anh sa di này đã làm một việc thiện nhỏ và cứu sống một bầy kiến. Nhờ vậy mà khỏi nhà, chết yểu, được sống cho đến già. Các tín đồ Phật giáo đều biết rõ căn cứ của phóng sinh. Có hai bộ kinh, một là kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới, trong đó có nói mọi người hãy lấy dự tâm mà phóng sinh, vì tất cả đàn ông và là cha của mình, tất cả đàn bà là mẹ của mình. Mình chính là từ đó ở đó mà sinh ra, vì vậy mình, chúng sanh trong sáu cõi đều là cha mẹ ta. Giết họ mà ăn là giết cha mẹ, giết cả bản thân mình nữa. Tất cả đất và nước có thân trước của ta, tất cả lửa và gió đều là bản thể của ta. Cho nên thường làm việc phóng sinh đời đời thọ sinh. Nếu người đời khi thấy việc giết hại súc vật thì nên cứu chúng thoát khỏi khổ nạn. Thường giáo hóa về nói về Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Bộ kinh thứ hai, kinh Kim Quang Minh, quyển 4, phẩm con ông trưởng giả Lưu Thị kể lại chuyện ngày trước Phật Thích Ca tu hạnh Bồ Tát. Thời ấy Phật Thích Ca làm con ông trưởng giả Lưu Thị. Một lần người đi qua một cái hồ lớn, trời đại hạn, có người đắp đập trên thượng nguồn để bắt cá, làm cho mức nước hồ thấp xuống, hàng vạn cá lớn cá bé có nguy cơ bị chết. Con trưởng giả muốn cứu bầy cá nhưng không thể lên tận nguồn để phá đập chắn, bèn tâu giấy quốc chương phái đến 20 con cá voi chở nước tới đổ đầy hồ cứu sống đàn cá. Kinh Phạm Vọng là chỗ dựa lý luận của phóng sinh. Kim Quang Minh là chỗ dựa để xây ao phóng sinh. Các
bộ kinh đại thừa khác như Lục Độ, Tập Kinh quyển 3, ghi chép việc mua rùa. Để phóng sinh, cuốn Đại Cường Tây Phật Ký của Huyền Trang cuốn 9 kể chuyện Tháp Nhạn. Ở nước Magaha thuộc Trung Ấn Độ có một ngôi chùa tiểu thừa do một vị tỳ kheo tu không giữ giới ăn ba loại thịt thanh tịnh là các loại thịt không thấy giết, không nghe giết, không vì mình mà giết. Có một ngày một tỳ kheo không có thịt ăn. Chính lúc đó, ở trên đời này có một bầy nhạn bay qua. Tỳ kheo bèn nói với đàn nhạn: hôm nay có vị tăng không có ăn thịt vì không ai cúng dường. Các vị đại nghe thấy như vậy đều xà xuống mà chết. Vị tỳ kheo ấy vốn không tin đại thừa, không tin chim nhạn có thể là Bồ Tát, nên nói câu trên để chế giễu đại thừa. Không ngờ chính là Bồ Tát đã hiển thị làm nhạn để giác ngộ cho anh. Các tỳ kheo tiểu thừa trong chùa lấy làm xấu hổ và bảo nhau: đây là các vị Bồ Tát, ai mà dám ăn? Từ nay về sau phải dựa vào đại thừa, chúng ta sẽ không ăn ba loại thịt thanh tịnh rồi xây tháp thờ chim nhạn. Có thể thấy phóng sinh có gốc rễ ở giới sát, cũng có thể nói phát triển giới sát tới một bước thành ra phóng sinh. Giới sát chỉ là ngăn không làm ác, là hành vi thiện thụ động. Phóng sinh cứu mạng là hành vi thiện tích cực, nếu phải là tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa. Vì vậy mà Trung Quốc từ thời Bắc Tề Lương đến nay có phong trào không ăn thịt, không sát sinh, không tục phóng sinh, cũng từ đó được phát triển dần dần từ triều đình đến dân thường, từ chúng tăng đến người trần tục đều coi trọng ăn chay. Chính phủ dân quốc hiện nay cũng định kỳ cấm giết hại súc vật một số ngày trong năm, từ trung ương đến địa phương để cầu mưa, xua đuổi tai họa. Người ta cũng có tổ chức phóng sinh và cấm giết hại súc vật. Võ Đế nhà Lương xuống chiếu cấm sát sinh để cúng tế. Tỳ kheo Tuệ Tập đời nhà Lương nguyện tự đốt hai cánh tay, đi khắp nơi phiên phóng sinh. Đời Tỳ Đại Sư Trí Khải phát động phong trào xây ao phóng sinh, giảng các kinh Kim Quang Minh và Pháp Hoa để tuyên truyền xin bỏ tiền mua lương thực để nuôi cá. Đời Trần Tuyên Đế, vua sai quan đế Tử Từ khắc khiếu viết bài bia về việc thiền sư Trí Khải tu ở chùa Thiền Núi Thiên Thai tổ chức phóng sinh. Điều đó mở đầu cho việc ghi chép các hội phóng sinh và các ao phóng sinh ở Trung Quốc. Từ đó về sau, từ đời nhà Đường, nhà Tống đến nhà Minh, đời nào cũng có phát triển về phóng sinh. Đời vua Đường, Túc Tôn có viết bài bia về ao phóng sinh. Đến đời Tống, hai đại sư Tương Thức và Tri Lễ cũng có sức tán thán việc phóng sinh. Cuối đời các nhà Minh có đại sư Liên Trì, một trong những cao tăng rất tích cực tuyên truyền việc phóng sinh. Đại sư viết các bài Như Lai Không Cứu Nghiệp Sát, Ăn Thịt Ăn Chay in trong tập Trúc Sông Tùy Bút, lại viết các thiên thư như Mặc Áo Lụa Ăn Thịt, Giữ Giới Sát Được Sống Thọ, Ao Phóng Sinh, Thầy Thuốc Giới Sát Sinh. Vì bệnh ăn thịt, trong lập tức Sông Tùy Bút lại có các bài sát sinh là tội ác lớn trong đời người. Làm người không nên sát sinh, làm người không nên ăn thịt chúng sinh, để khuyến khích giới sát và phóng sinh. Ngoài các bài viết về ăn chay, ông còn viết các bài nghi thức phóng sinh, giới sát phóng sinh, đề bài vẽ các nghi thức phóng sinh cho mọi người. Thời hiện đại, các sách của Đại sư Hoàng Nhất, các tập tranh về bảo vệ cuộc sống của Phong Tử Khái 6 cuốn,
Ngoài ra còn có cư sĩ Thái Niệm Xanh đề xướng diệt, giới sát phóng sinh biên tập những câu chuyện về chủ đề động vật cũng có linh tính và cảm ứng thành sắc với nhan đề động vật còn như vậy. Nhưng trong xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật tiến bộ, mật độ nhân khẩu tăng nhanh, không gian sống bị thu nhỏ lại, muốn có một ao phóng sinh, một khu vực phóng sinh tuyệt đối an toàn là đối tượng, là tương đối khó khăn. Ở nước Mỹ và Đài Loan hiện nay có các khu vực bảo vệ dã thú, ngoài ra cũng có người do lòng thương yêu loài vật, muốn bảo vệ thiên nhiên, đã khuyến khích dân chúng không nên giết bắt bừa bãi, tránh phá hại sự điều hòa phối hợp tự nhiên của sinh vật, tránh nguy cơ diệt chủng đối với các loài động vật hiếm. Điều này rất phù hợp nhưng không hoàn toàn tương đồng với tinh thần phóng sinh của đạo Phật. Nếu chúng sinh thả tất cả động vật được phóng sinh cho tất cả khu đảo, khu bảo vệ động vật thì sẽ nguy cơ bão hòa, số động vật tăng nhanh tới mức phải hạn chế. Do đó, chúng ta đến đâu để phóng sinh? Nếu là cá thì có người câu hay thả lưới, nếu là chim thì bắt có người dùng súng bắn hay dùng lưới quay bắt. Ở các chợ bán chim, bán cá ngày nay thường không phải là động vật hoang dã, mà đại bộ phận là do người ở các ao cá vườn chim. Những động vật này căn bản không thích ứng với hoàn cảnh tự nhiên, phóng sinh chúng cũng như sát sinh. Phóng sinh loài nhỏ chúng sẽ bị những loài lớn ăn thịt, phóng sinh loài lớn chúng sẽ bị săn bắn đưa vào bếp các quán ăn. Hơn nữa, giống chim, loài cá đều có thói quen của chúng. Có những loài cá nhất định phải sống trong những hoàn cảnh nhất định như cất chất nước, độ sâu, độ chảy. Mua giống cá sông thả vào biển hay mua là cá thả cá biển vào sông đều thành vấn đề. Loại chim nuôi ở công viên không quen săn mồi trong hoàn cảnh tự nhiên, không biết sao phải nào trong rừng có thể dùng làm thức ăn. Nếu thả chúng vào rừng sẽ bị đói hoặc bị các động vật khác hoặc các loài chim ăn thịt. Trong tình hình như vậy, có cần phóng sinh hay không? Có nên phóng sinh hay không? Điều này rõ ràng là một sự thật không may mắn. Sự hạn chế hoàn cảnh tự nhiên làm cho cuộc vận động phóng sinh này ngày càng khó khăn. Thật ra ý nghĩ phóng sinh là nơi động cơ của phóng sinh mong muốn kéo dài thọ mạng của sinh vật. Còn kéo dài được bao lâu thì chúng ta phải có trách nhiệm khảo sát, nghiên cứu. Như muốn thả chim thì phải nghiên cứu xem thả loài chim gì, thả ở đâu, thả vào lúc nào mới an toàn và kết quả. Đối với loài cá tôm cua cũng phải như vậy. Trước hết phải nghiên cứu tập quán sinh thái nguồn gốc của chúng, rồi chọn thời cơ thích đáng nhất để thả chúng ở người an toàn thích hợp nhất. Nhưng nếu không may, hôm nay chúng được thả sang ngày hôm sau chúng bị bắt thì cũng đành chịu vậy. Mục đích của chúng ta là phát động lòng từ bi, tinh thần tinh tế của người phóng sinh. Còn số phận của động vật được phóng sinh ra sao thì còn tùy thuộc vào nhân quả hoặc quả phúc, nhân duyên của chúng nữa. Miễn là khi phóng sinh chúng ta thành tâm cầu cho chúng được thoát nạn. Hãy vì chúng mà gì mà nói tam quy, nói Phật Pháp, phát nguyện hồi hướng. Chúng ta có thể nhờ đó mà thoát ly được các thân khác loài chuyển tái sinh làm người, sinh lên cõi trời, giảng sinh tịnh độ, phát tâm bồ đề độ thoát chúng sinh sớm thành Phật đạo. Trong việc phóng sinh, chúng ta chỉ cần tận tâm tận lực mà làm, như vậy là tốt. Phóng sinh là tốt,
nhưng phải biết cách. Vào những dịp Tết gầm tháng Giêng, gầm tháng Bảy hay những dịp cầu nguyện cho bản thân hay gia quyến, người ta hay tổ chức phóng sinh chim cá. Phóng sinh là một việc làm thể hiện lòng từ bi bình đẳng. Mục đích phóng sinh là để chọn đánh thức tâm bồ đề của chúng sinh. Con vật trước khi phóng sinh là thể hiện lòng từ bi của người riêng bản thân mình, nhưng phước báo lại to lớn vô cùng. Tuy nhiên, việc làm tốt đẹp này đang ngày càng mất đi nét đẹp. Thả chim phóng sinh là một việc thiện, là dễ làm, nhưng chính hành động đó đã tiếp tay đội quân chuyên đi săn lùng bắt các loài chim vào những dịp lễ, vô tình tiếp tay cho những người đi đánh bắt, gây thêm nghiệp sát để có được một con đến hai người thả. Ắt sẽ có nhiều con bị chết vì mệt mỏi bệnh tật. Việc phóng sinh không đúng cách còn có thể gây tác động không tốt đối với môi trường sống trong vùng. Vậy chúng ta phóng sinh như thế nào cho đúng? Phóng sinh được phúc báo. Phóng sinh là khi gặp con vật bị nạn, mình ra tay cứu thoát, hoặc nhìn thấy một hoặc nhiều con vật sắp bị chết, mình bỏ tiền ra mua để cứu sống chúng. Người học Phật tăng trưởng lòng từ bi là điều rất cần thiết. Nhưng từ bi phải có trí tuệ ở góc độ tương đối. Khi thực hiện phóng sinh, chúng ta có thể hành theo ý nghĩa sao? Phóng sinh phải phát xuất từ lòng từ bi, không vì ý nghĩa, tư lợi như cầu sống thọ, cầu may mắn, giải trừ tật bệnh. Vì nếu không như vậy, việc phóng sinh tuy có tốt, nhưng hiệu quả lại rất hạn chế. Tâm từ bi khởi sinh, còn nói gì đến chuyện nuôi dưỡng? Phóng sinh bằng cái tâm, chứ đừng theo phong trào, làm việc bằng chánh kiến, chứ không chạy theo số đông. Phóng sinh là tự do, không phân lượng lớn nhỏ ít nhiều, không phân chọn ngày giờ tốt xấu, không nên chờ dịp này hay dịp khác. Việc các loại lươn cá, ốc, thú rừng bị săn bắt phục vụ cho người ăn thịt lúc nào, ngày nào cũng có. Cho người ăn thịt lúc nào, ngày nào cũng có như nhau. Nên khi ta phát tâm từ bi thì liền thực hiện, tùy vào khả năng, từ một hai con đến muôn ngàn con cũng phải lập tức cứu thoát chúng, ngày càng nhanh càng tốt, mà chẳng cầu được ai biết đến. Khi phóng sinh cần thực hiện âm thầm, chọn nơi vắng vẻ càng tốt, vì pháp sự nói không nên kích thích lòng tham của người săn bắt, tạo nó thêm nghiệp chướng cho họ, mà chính chúng ta cũng bị giảm phần công đức. Phóng sinh là cơ hội để con vật có điều kiện quy y Tam Bảo và sám hối nghiệp chướng. Việc làm tốt trong đạo Phật thể hiện lòng đại từ đại bi, nên trong nghi thức phóng sinh có lễ quy y sám hối cho con vật trước khi phóng sinh. Nhưng chúng ta cũng không nên quá chấp vào hình thức tiến hành những nghi lễ gồm gà cậu nệ. Khi phóng sinh, thao tác phải nhanh nhẹn, rốt ráo, nghi lễ ngắn gọn nhưng đủ sức tế độ, không nên nặng phần hình thức. Tránh các sinh vật phải chịu kéo dài nỗi khổ sợ hãi, ngột ngạt tù túng vì bị giam cầm, có thể chúng phải mất mạng trước khi được ta phóng sinh. Phóng sinh như thế nào là đúng? Ý nghĩa của phóng sinh. Phóng sinh đúng pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.